cái đường chuyển của cây nhé. Rất ngắn, rất rụt rịt với cây phyla nhưng mà rất rụt rịt, không hề có một cái sẹo to nào các bạn. Thế mới thích. Thường là cái những cái cây mà thân gỗ hoặc là kiểu như ở trong rừng khai thác về thì kiểu gì các bác cũng thường bị cắt cụt một phát, dù có cái đoạn gốc đẹp đến mấy chăng nữa nhưng mà phần thân phần trên ấy nó rất là nghêu ngao và phải cắt cụt đi thì cái sẹo nó rất là to. Nuôi một cái nhánh tất nhiên là nó sẽ mất rất nhiều thời gian và nó có thể nó không lành được. Một cây này thì không có sẹo. Đấy, rất rụt rịt, rất chùn rụt. Cắt giật như xanh. Như xanh cắt giật. Không tán chi dằm chạy rất rất rụt rịt. Nhất cho nên là mê lắm. Dù bác ấy trả hơn giá rất là nhiều mà em không bán. Đấy, một cái sẹo nhỏ đây thì líp rồi. Líp. Cắt giật chuyển như xanh. Cắt giật chuyển như xanh. Đấy. Bông rằm khỏe khoắn. Bông rằm khỏe khoắn. Trời, đường chạy rất thiên nhiên thôi. Đấy, rất là chùn rụt. Cái này làm thì khá là lâu năm rồi. Mình thì cũng có thể mình làm ra được nhưng mà thực tế mình không có thời gian để mà mua cây phôi về mà làm thành như này thì lâu lắm. Cứ phải truyền tay nhau thôi các bác ạ. Cây đẹp và truyền tay nhau. Đấy. Báo cáo các bác là chuỗi ngày nghỉ Tết Dương Lịch kết thúc năm. Nếu mà các bác nào còn đi làm thứ bảy thì hôm nay là ngày cuối cùng đi làm kết thúc năm 2018. Sang hôm sau là ngày cuối cùng làm việc ấy. Còn Tết Dương thì chưa đến nhưng mà là ngày cuối cùng làm việc thì đã được nghỉ rồi. Em thì chính thức nghỉ từ hôm qua, từ cuối chiều thứ sáu rồi. Thì mất nguyên một buổi sáng để cạo cái tùng này. Cạo cái tùng này thì vừa mới khoe các bác ở cái video trước, cạo tiếp cái cây này này. Đấy, để các bác nhìn nó sẽ dễ dàng hơn và nó cũng sạch sẽ hơn, cảm giác sạch sẽ hơn. Nhìn thấy các đường chạy, nó không bị lẫn vào cái form tán của nó. Các bác nhỉ, đó, cái chậu thì thôi kệ nó đi. Sau này có điều kiện mình sẽ thay sau. Đấy. Quay trở lại nữa là một tác phẩm nữa là một cây phi lao. Phi lao mà em rất thích. Mà trong khi mà mua xong ấy thì có bác sẵn sàng bác trả lên cao hơn rất nhiều nhưng mà thôi em cũng không bán. Trở về quê chơi. Tất nhiên là điều kiện ở quê nó cũng chưa có đôn chậu nó phù hợp. Chứ cây này thì em muốn để xuống một cái an thôi. Và có thể vào đá hoặc là không thì tùy nhưng mà hơi nghiêng xuống một chút nữa để có một làn nước mỏng ở bên dưới. Hơi nghiêng xuống chút, kiểu chiếu thủy một chút. Đấy. Để này thì nó hơi bonsai, hơi kiểu quốc tế quá. Hơi kiểu quốc tế, hơi kiểu Indo một tí. Hơi kiểu Indo một tí. Thì các bác nhìn xa không biết hình dung như nào nhưng mà cái củ nó đây. Nó to kinh khủng luôn đấy. Bàn tay này. Đấy. Bàn tay, thuộc diện tay to mà nó còn không ăn thua gì so với cái cây này. Đấy. Không ăn thua gì so với cây này. Bây giờ thì em sẽ chỉnh lại bông tán của nó một chút và lên ý tưởng cho cái ngọn của nó. Vì cái ngọn nó em đang chưa bị ưng, chưa được ưng. Một cái cây sức sống rất là tốt. Mặt sau của nó đây các bạn. Mặt sau. Đứng trên cao nhìn xuống tí quá. Cây này nó cũng chỉ cao tầm hơn mét chút thôi. Tầm mét, mét 1, mét 2 thôi. Đấy, cao từ mặt chậu lên ấy. Đấy, rất khỏe. Mặc dù màu da này. Màu da thì hồi rồi cái độ tuổi nó thì không thể bàn nữa. Cái cây rất ngắn, rất chùn rụt. Đấy, đứng từ trên xuống thì nhìn cái bác sẽ dễ hơn. Đây, cái củ của nó đây. Cái chậu này thì nguyên cái chậu nó chỉ bằng kích thước cái củ này hơn một tí. Cái củ chi thứ nhất đây. Rất chùn rụt, cứ cắt giật chùn rụt ngắn ngắn này. Vào dây một chút cái đầu chi này thôi nhưng mà nó cũng đã rất lâu năm rồi mà nó không còn cái vết vào dây và nhìn nó cảm giác nó rất là phê. Tí nữa em sẽ chỉnh lại cái bông tí để chơi Tết cho nó sướng. Phi lao này mà các bác mà có thời gian kiên nhẫn thì nếu mà làm bông răm thì nên ngắt cái này này. Đấy, nó sẽ đứt đúng cái khớp này. Nó không bị thâm cái này mấy cái thời gian nữa
nếu mà các bác cắt không đúng cái khớp này, ví dụ cắt đến đây thì cái chỗ này nó sẽ từ cái chỗ này đến cái khớp nó sẽ bị khô, nó thâm. Tất nhiên là kiên trì ấy, hoặc là rảnh việc ấy, chứ còn những cái cây mà to như này thì vật vặt những cái lá này đến bao giờ. Đấy, thì sẽ cố gắng vẫn dùng kéo nhưng mà hạn chế. Giờ Tết thì vẫn vô tư, nảy vô tư, vì là nó nhanh lắm. Nhanh lắm, chỉ cần nước, chẳng cần gì nhiều, nước, cát, nhanh lắm. Chỉnh lại cái bông của nó cho nó xung xuê. Và những cái chi bóng làm cho nó tần mây. Những cái cây rất là đều, cây rất là đều, form rất tốt. Sau này sẽ nuôi phía này sẽ nuôi 1-2 tầng xuống nữa, còn nó 2 tầng xuống nhẹ nữa. Đấy, vì nó hơi cao và trồng nghiêng xuống một chút nữa. Cái ngọn này này các bác này, cái ngọn này thì sẽ đây này các bác nhìn này, mặc dù bây giờ form là ổn rồi đấy, nhưng mà em có thể em sẽ cắt bỏ cái ngọn trên này để nuôi cái ngọn nhánh từ chi này lên, hoặc là nuôi ngọn nhánh từ chi này lên đánh lên. Tất nhiên là bây giờ cứ để ra chơi đã, nhưng mà cái cây kia to, cái nhánh kia to ấy, thì sẽ to lên thì sẽ cắt sau. Đúng không? Bây giờ là cùng em triển khai cái cây này tí nhá. Thank you.
Đằng sau kia con, đằng sau nhà. Con cái gì đây cả? Cái gì thế này à? Dạ. Đây. Ta mà gọn gàng hơn chút các bác nhỉ. Đấy, các bác nhìn thấy rõ hơn chưa? Này sau có thời gian phải cố bớt đi trong này đi. Nó chưa cái xương chính này nó mới đẹp. Không cần phải dày tán làm gì các bác. Ví dụ chỗ này quá dày. Sau phải bóc nó bớt ra. Không có nào nó che mất cái xương chính, cái răng, cái đường chạy của thân nhé. Đến các chi muốn chơi hiện đại chơi đẹp thì phải chơi cả thân, chi, răng. Khi mà tuốt hết răng hết lá thì đấy nói chung nhé, chứ không phải vì làm mà tuốt hết răng hết lá thì cây vẫn rất là đẹp. Đấy, cái cành này phải nuôi thật to nữa, to gần bằng cái này. Xong sẽ xuống đây một tầng, đây một tầng nhé, đây một tầng, nhẹ dưới này, dán đây một chút. Hoặc là làm cái tay rơi để chứa thủy cũng được. Tất nhiên bây giờ nó chưa có chất liệu. Ra màn, ra màn. Đây, cái chậu nó thì cũng được. Nó là một cái chậu men sạch sẽ thôi, nhưng mà nó không hợp lắm, không hợp với phong cách chơi mình lắm. Nhặt mãi mà chưa sạch được. Kiểu như tỉa phi lao này như cái bác cắt tóc luôn. Kéo kiếp cắt như là cắt tóc luôn.
Đây này, khi mà đây cái ngọn này, một là cắt bỏ đến đây để giật cái ngọn chỉ lên thôi, chứ không để một nhúm này nó to hơn cả bên dưới, hoặc là cắt nguyên cả cái cục này đi, giật cái ngọn này lên hoặc là giật cái ngọn này lên đấy, thì xem cái dây chi nào nó cao hơn hợp lý hơn để vít xuống, nếu mà giật ngọn lên lên thì phải vít cái này xuống. Đẹp, bóng rất đẹp. Khẩu như khẩu tay này. Khẩu tay này. Chùn rụt vài phân một nhát, chùn rụt. Nhìn đi, xù xì ra cốc có những cái lá nó trồi lên, thích lắm. Phi la rất đẹp. Đấy, da xanh mốc. Đó. Vâng, đi ăn cơm rồi à? Rồi, cũng vào giờ đây. Đấy, nhìn cái đường chạy nó này. Già, nhìn rất già đó. Rồi, cảm ơn các bác. Có thời gian sẽ làm kỹ hơn nữa. Đến những cái đầu răm kìa, giờ phải ăn cơm ạ. Mệt lắm rồi. Chúc các bác nghỉ lễ vui vẻ nha.